Ban ngày thì mình nhìn ra ngoài kia thì thấy cạnh núi non thì cũng rất là đẹp luôn. Cơm khá ngon hả bác hả? À. Một phần là 35.000 đồng. Dạ. Mua thay một nén bán lá chọc ngon. Một hộp đó nữa bao nhiêu tiền nữa? 10.000 nữa hả bác hả? Vui Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Cũng như theo cái lịch hành trình của mình thì sáng nay Vui Hồ lại về lại Sài Gòn và chuyến tàu đi 11 giờ đêm vào ngày hôm qua. Bắt tại Thanh Hóa thì Vui Hồ đang có mặt ở đây thì trên tàu để đi dừng ga để cho mọi người có thể xuống khách được. Thì hôm nay sáng nay Vui Hồ sẽ review cho cô bác quý anh chị xem về bữa ăn sáng trên tàu là như thế nào nha. Thì đây là đoạn đường di chuyển giữa các toa, thì đây là trạm dừng ga của ga của Huế bên kia đó. Cô bác quý anh chị, đây là một cái cánh cửa này nè, bình thường thì mình không có mở được đâu. Mình phải ấn một cái nút này như thế này. Đó, nó chạy ra. Lúc nãy mình không biết thì mình không có mở được. Ở đây thì có một cái bồn rửa mặt ở đây nha. Có nước vệ sinh dự khuẩn nè. Đó, có bồn sấy khô tay nè, các phòng vệ sinh. Đó, WC. Ở đây là toa số này, là toa số 4, mình thì ở toa số 5 bên kia. Ở đây vào buổi sáng thì sẽ review cho mọi người sẽ dễ hơn. Về các phòng thì ở đây thì có giường 6 nữa, giường 6. Ở đây có phòng 6 người. Đó. Mình sẽ lát nữa mình lại phòng của mình review cho cô bác quý vị xem. Đây là cái bảng đo nhiệt độ nè. Chào. Mình là mua giường nằm nên giá nó cũng hơi cao. Mình chưa có review cho cô bác. Đây là khoảng cách ngăn giữa các toa. Thì lúc nãy có cái cánh cửa đó. Và khoảng cách ngăn giữa các toa, khi mà toa mà nó chạy, xe mà nó chạy thì nó sẽ ra gặp gần. Còn đây là ghế nệm điều hòa. Đây là có hai bằng hai cái bồn rửa mặt ở đây. Đây có nệm điều hòa nè. Đây là ghế mềm điều hòa. Nó cũng giống như xe khách của mình vậy. Người nào mà mọi người mà đi gần thì mua ghế mềm điều hòa thì nó sẽ rẻ hơn so với ghế nằm. Đây là cánh cửa đi xuống giữa các ga nè. Ở đây có nước nóng luôn, có nước nóng để mình có thể ăn mì vậy đó. Trên đây thì có những cái khoang để mà mình để hành lý trên này. Đi đi. Dạ, cho em qua. Vâng. Ở đây thì mỗi một toa như thế là sẽ có một nhân viên hướng dẫn cho mình biết mình có thể thực hiện đúng được. Thì từ cái toa số 5 mình muốn ăn sáng thì mình phải ăn sáng uống cà phê, vì đó là mình phải qua rất là nhiều toa như thế này. Đây là cái nơi ăn sáng mà mình ngồi ở đây, mình sẽ ăn sáng uống cà phê ở đây, mình vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh. Bây giờ mình lựa cái cảnh nào đẹp đẹp đi, qua đây cho sáng. Anh cho em một bát mì bò nha. Vâng. Ở đây là cái bảng thực đơn menu trên cái chuyến xe chuyến tàu về lại Sài Gòn. Và tất cả các tàu hỏa ở đây đều có menu như thế này hết. Đây phở nè, rồi mì xào bò, mì tập bò, bún. Và giá dao động ở trên này thì 35.000 đồng. Còn ở dưới này thì ăn trưa và ăn chiều. Có nghĩa là mình đi từ sáng đến chiều á, thì mình sẽ được ăn cơm ở trên đây. Đó, cơm, gà gừng, gà thịt kho trứng, sườn cốc lết, sườn ghim, cá kho, đùi gà chiên, trứng chiên, đậu hũ, vân vân. Ở dưới này là các thức uống vào buổi trưa. Khi mà mình không muốn ngủ ở đây nữa thì mình sẽ có gọi thức ăn menu theo cái quá. Quý chị và các bạn sẽ thấy được rằng khi mà một cái chiếc tàu mặc dù nó chạy, mình nghe tiếng nó ồn và âm thanh như vậy, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ im lặng ở đây để mình có thể ăn ở đây. Vì nó gần với đầu tàu. Ở đây thì có tất cả mọi thứ ở đây nè, từ đũa nè, nó ớt vân vân, rất là nhiều luôn. Ở ngoài kia là cái cảnh của thành phố Huế thì mình chỉ chạy ngang thôi, mình không có ở đây. Và đặc biệt khi đến Đà Nẵng thì họ sẽ không còn đón khách nữa. Và đây là cái bối cảnh ăn uống của mình đây. Sáng nay thì mình cũng thức khá là trễ, khi ngày hôm qua, tối hôm qua là mình
11 giờ thì mình mới lên tàu. Sau khi lên tàu thì mình đánh một giấc cho đến sáng đến 8 giờ mấy. Về vệ sinh cá nhân ở trên đây đều có đủ hết. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân ở đây đều có đủ hết. Và đến đây 10 giờ thì mình mới ăn sáng xong sau đó mình sẽ ngủ tiếp và đợi đến trưa uống cà phê, xong đó là đến cái bến ga thì mình sẽ về lại Sài Gòn nha. Đắt khi mà cái tô mì bò của mình thì mình họ để cho mình một cái miếng mì gói chế một ít nước và để một hai miếng thịt bò nhá, ba miếng thịt bò, một ít hành. Thì một tô mì như thế này là 35.000 đồng. Thì ở trên xe tàu này mình không có suất dừng ăn được nên mình phải cố gắng mình ăn thôi nha. Khi mà mình ngủ á thì có một cái anh nhân viên ở bán hàng ở trên đây, anh sẽ kéo những cái xe này nè, anh sẽ bán cho mọi người. Thì ở trên đây gồm có bắp gan nè, thì ở đây có xì tin nè, bia nè, Coca Cola, tất cả các loại nước ngọt và nước suối ở đây. Thì cái nhân này thì anh sẽ để mì, có mì ly, có cả mì ly, mì tô sẵn ở đây thì có nước sôi mọi người có thể nấu ăn được. Đó. Nhìn xe đẹp ghê không? Này, anh nói là hình như là có bắp nữa hay sao á? Ồ, bắp luộc phải nãy bắp ngon hơn. Còn này là trứng gà. Bắp này mình bán sao anh nhỉ? Bắp trái á? Lấy cho em một trái non nữa. Ở đây anh trai làm không hả anh hả? Chùm mà mỗi lần cái chiếc tàu nó chạy nó lắc lư cái nồi canh quen rồi anh ha. Cái giá thiết kế cũng ngộ nữa, cái giá thiết kế đằng hai bên nó không bị tràn ra. Nãy khi mà tàu chạy lớn ăn mì nó giống vậy á, nó lắc lư. Tốc độ tàu chạy ở Cuba Bắc Chiền là 67 km/h. Thì mình đến, mình đi 11 giờ đêm hôm qua cho đến 5 giờ sáng mới đến, thì tầm khoảng 30 tiếng đồng hồ. 30 giờ. Đây là cái toa, cái buồng của mình. Thì ở đây thì mình sẽ mua ở đây cái phòng này có 6 giường. Đó, và cái giường này hôm trước thì phòng kia chỉ có 4 giường thôi. Cô bác anh chị sẽ thấy ở đây thì các vật dụng nó vẫn giống như là ở cái giường đằng kia. Nhưng mà ở đây hoa hồng thiệt hay giả cô nhỉ? Giả. Hoa hồng giả. Qua ban ngày thì mình kéo ra mình có thể thấy được, kéo cửa sổ ra mình có thể ngắm được cái cảnh ở bên kia. Thì ở đây là hình như là ngay Đà Nẵng cô nhỉ? Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Vâng. Ở đây thì có cái công tắc đèn nè. Đó, thấy không? Cái chui cắm điện thoại nè. Đó. Và ở đây nè có một cái bàn để mình để đồ luôn. Cô về tới đâu nhờ? Cô đi về Tân Kỳ. À đâu? Cô về Tân Kỳ. Tân Kỳ, Tân Quý hả? Tam Kỳ. À, Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam hả? Ồ. Chui qua đường hầm cái nó tối thui như thế này luôn. Không thấy gì cả. Ôi. Còn cái hầm nữa. Vâng. Ban ngày thì mình nhìn ra ngoài kia thì thấy cạnh núi non thì cũng rất là đẹp luôn. Ha. Thì ở đây thì mọi người mà có đăng ký nhận cơm đó, thì anh này anh sẽ giao cơm. Mỗi một phần như thế là 35.000 đồng. Có phiếu. Khá là có phiếu, lấy phiếu cho nhận cơm. Đây không? Cũng khá là lạ mà đúng không? Ủa cái này mình đăng ký hồi lúc sáng hay gì anh? Dạ đúng rồi. Còn không đăng ký thì mình xuống dưới mình ăn. Dạ đúng rồi. À. Cơm khá ngon không bác hả? À. Một phần là 35.000 đồng. Có anh làm không? Dạ. Mua thay một hộp này cũng bán đá chập ngon. Một hộp đó nó bao nhiêu tiền nữa? 10.000 nữa hả bác hả? À. Họ có cả họ cũng ăn món gì và cá
mình tự chọn đó đó. Ờ, tự chọn hết ha. Để làm ứng ngang cái chim keo à. Vâng. Không, cũng cháu thấy gì cũng khá ngon mà. Rồi chúc hai bác ngon miệng nha. Đây là cái ga của Đà Nẵng. Thì mặc dù có dừng ở đây nhưng mà mọi người không có cho ga vô. Chỉ có họ chỉ có để đồ xuống đó thôi, chứ không có cho ga nhìn ở đây. Bên kia là kia toa xe lửa. Ờ, nhìn ở ngoài thì nhìn sắt không nha bác nha. Cái toa xe lửa ở ngoài thì sắt thôi, nhưng mà ở trong mình thì nó làm bằng gỗ kìa. Đây là bữa cơm của mình đó, vào buổi trưa ở trên cái chiếc tàu hỏa nha cô bác quý anh chị. Ở kia thì tàu vẫn đang chạy. Đây là gồm có cá nè, với lại rau, với lại canh ở đây.